Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ theo giờ Việt Nam. Tối ngày 2 tháng 8 tại xóm Nà Tình, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, hàng vạn khối đất đá đã đổ xuống một ngôi nhà gỗ khiến 3 người mất tích trong đống đổ nát và 6 người bị thương hiện được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thông Nông. Ngôi nhà này nằm trong số 5 hộ bắt buộc phải di chuyển do nguy cơ sạt lở đất, nhưng không biết vì lý do gì mà gia đình lại có mặt tại nhà cũ và đã xảy ra tai nạn. Hiện nay các cơ quan chức năng đang huy động mọi lực lượng và phương tiện để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Còn trong lúc này, tại tỉnh Điện Biên đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các lực lượng vũ trang giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Huyện Tuần Giáo là địa phương bị thiệt hại lớn nhất, ước tính vào khoảng 100 tỷ đồng, trong đó có hơn 200 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng do sạt lở đất. Trong đó có 2 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, một lượng lớn gia súc gia cầm cũng bị lũ cuốn trôi, 450 hectare lúa mùa bị ngập úng vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị phá hủy. Còn tại các huyện Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, mưa lớn cũng đã gây ngập úng, sạt lở nhiều khu dân cư, nhiều công trình cầu cống bị phá hủy, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở với trên 53.000 mét khối đất đá làm tê liệt giao thông trong nhiều giờ. Tại Sơn La, theo báo cáo nhanh mới nhất vừa cập nhật vào sáng nay, ước tính thiệt hại tại địa phương này đã lên tới 25 tỷ đồng. Mưa lũ trong 3 ngày qua đã làm một người bị thiệt mạng tại Mường La, sạt lở 25 hộ dân cùng nhiều thiệt hại về trường học, cầu tạm. Mưa to gây ra lũ cấp 3 trên suối Nậm Pàn và sông Mã. Một số lưu vực nhỏ đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu. Các tuyến đường quốc lộ 6, các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Huyện Thuận Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, diện tích ruộng mới cấy bị ngập gần 140 hectare. Tin thế giới, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Y tế và Phúc lợi nước này cho biết, tính đến ngày hôm nay, Hàn Quốc không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS trong suốt 29 ngày qua và cũng không có thêm ca tử vong do MERS nào trong suốt 23 ngày gần đây. Như vậy, tính đến nay, số người bị ghi nhận nhiễm và tử vong do MERS tại Hàn Quốc vẫn dừng lại ở các con số lần lượt là 186 và 36. Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào ngày 20 tháng 5, gần 16.700 người ở nước này đã phải cách ly do nghi nhiễm MERS sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân. Nhưng đến ngày 27 tháng 7, toàn bộ số người này đã thoát khỏi tình trạng trên do không có triệu chứng gì của bệnh trong hơn 14 ngày, tức là khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của MERS. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn đã nghiêm túc mở một cuộc thăm dò khả năng nhà lãnh đạo này tham gia tranh cử để trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Phó Tránh Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ và các cố vấn chính trị của ông Biden đã tiếp xúc các cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ. Mặc dù Phó Tổng thống Biden chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào và cũng chưa tiến hành các cuộc thảo luận gây quỹ hay thành lập một ủy ban tranh cử, song một cố vấn thân cận của ông Biden cho biết quá trình này đã được xúc tiến đến 90%. Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy nếu tham gia cuộc đua thì Phó Tổng thống Biden sẽ chiếm vị trí số 2 trong danh sách các ứng cử viên tiềm tàng của Đảng Dân Chủ, xếp sau bà Hillary Clinton. Sau 5 tuần lễ ngừng hoạt động, hôm nay thị trường chứng khoán Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại. Các chuyên gia dự báo chỉ số chứng khoán của Hy Lạp có thể giảm mạnh khi mở cửa trở lại với mức giảm lên tới 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư khá bi quan về đà phục hồi của nền kinh tế Hy Lạp. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư còn lo ngại về khả năng chính phủ Hy Lạp có thể không đạt được thỏa thuận về một gói hỗ trợ tài chính thứ 3 cho Athens trị giá hơn 80 tỷ euro. Thậm chí không loại trừ khả năng chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phải tổ chức bầu cử trước thời hạn do những bất đồng chính trị hiện có. Nhà chức trách Mexico ngày hôm qua đã phát hiện một đường hầm ma túy chưa xây dựng hoàn thành ở thành phố Tijuana, chỉ cách biên giới Mỹ gần 200 mét. Đường hầm được phát hiện có một hệ thống điện và đường sắt khá tinh vi và dài tới 200 mét. Đây là đường hầm ma túy thứ 3 được tìm thấy trong khu vực thành phố Tijuana kể từ tháng 4 và là đường hầm ma túy đầu tiên được phát hiện kể từ khi chùm ma túy Goodman trốn thoát khỏi một nhà tù thông qua một đường hầm hôm 12 tháng 7 vừa qua. Phần tin vắn lúc 16 giờ xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.